đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông tin. Báo Indonesia gọi U23 Việt Nam là vua Đông Nam Á. Chờ màn trình diễn của Nguyễn Văn Quyết. Báo Trung Quốc tiếc nuối vì để lọt huấn luyện viên Chu Dê vào tay của Việt Nam. Kia Tisak sẽ thay thế huấn luyện viên Manu Poking dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Báo Indonesia gọi U23 Việt Nam là vua Đông Nam Á. Truyền thông Indonesia ấn tượng mạnh khi U23 Việt Nam sớm giành vé vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Chạm trán đối thủ khó nhất ở bảng C là Yemen, U23 Việt Nam rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0. Kết quả này giúp đoàn quân áo đỏ trở thành đội bóng đầu tiên đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chiến thắng của U23 Việt Nam trước Yemen đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông Indonesia. Trang Okezone đặt dòng tít: U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên giành vé dự vòng chung kết châu Á. Cây bút Guitanco cho rằng thầy trò huấn luyện viên Chu Dê sẽ không cần đổ mồ hôi ở trận đấu cuối gặp Singapore và cho rằng U23 Việt Nam đang là ông vua Đông Nam Á. Ngoài chủ nhà Qatar, U23 Việt Nam đã trở thành đội đầu tiên giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á. Những ngôi sao vàng sẽ không cần phải đổ mồ hôi trong trận đấu cuối cùng của bảng C. Đúng vậy, Nguyễn Văn Tùng và các đồng đội đã đảm bảo xuất đi tiếp sau khi đánh bại Yemen với tỷ số sát sao 1-0. Kết quả thuyết phục này giúp U23 Việt Nam thu về 6 điểm sau 2 lượt trận, hơn đội nhì Yemen 3 điểm. Kết quả này giúp U23 Việt Nam chắc chắn đứng đầu ngay cả khi thua Singapore ở lượt đấu cuối, do họ chắc chắn xếp trên Yemen nhờ thành tích đối đầu. U23 Việt Nam quả thực được hưởng lợi đôi chút từ thể lệ và tư cách đội chủ nhà của vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên họ vẫn xứng đáng là đội đầu tiên giành quyền vào vòng chung kết. Thành tích này chắc chắn rất tốt đối với một đội bóng vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á. Việt Nam đã chứng tỏ mình là một trong những quốc gia có nền tảng vững chắc nhất tại châu Á và hiện tại họ vẫn là vua ở Đông Nam Á. Ở trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ chỉ phải gặp Singapore, chắc chắn trận này sẽ chỉ mang tính chất thủ tục với đội chủ nhà. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thừa nhận U23 Việt Nam xứng đáng giành vé tham dự giải U23 châu Á 2024 sau khi đánh bại U23 Yemen ở vòng loại bảng C. U23 Việt Nam nổi lên với tư cách là đội nhất bảng C sau khi họ giành chiến thắng 1-0 trước Yemen ở lượt trận đấu thứ 2 vòng loại U23 châu Á. Trang chủ AFC bình luận sau chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze trước U23 Việt Nam. Trong phần nội dung, AFC nói thêm: cả Yemen và Việt Nam đều biết rằng một chiến thắng sẽ đảm bảo một suất chính thức tham dự giải đấu tại Qatar vào năm 2024. Và chính Việt Nam mới là đội đã đạt được kết quả như mong muốn. Từ ghi bàn trong trận đấu mở màn của Guam, Bùi Vĩ Hào một lần nữa vào sân từ băng ghế dự bị, ghi bàn ấn định chiến thắng từ quả đá phạt góc ở phút 85. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam có được 6 điểm, hơn Yemen 3 điểm. Xét về kết quả đối đầu, chiến thắng đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam sẽ không bị Yemen vượt qua, dù điều gì xảy ra ở trận đấu cuối cùng vào ngày 12/9. Trên trang fanpage ASEAN Football, hàng trăm người hâm mộ dành những lời có cánh cho U23 Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam, bạn đã có chiến thắng xứng đáng. Thực sự hy vọng các đội bóng Đông Nam Á sẽ thể hiện sức mạnh tại giải châu Á và đấu trường thế giới trong tương lai. Cổ động viên đến từ Indonesia khen ngợi. Cổ động viên đến từ Campuchia viết: chơi hay lắm Việt Nam, chúc mừng và ủng hộ gia đình Đông Nam Á của chúng ta tới từ Campuchia. Chúc mừng Việt Nam, các thành viên Đông Nam Á phải hỗ trợ lẫn nhau. Cổ động viên đến từ Malaysia bình chọn. Chờ màn trình diễn của Nguyễn Văn Quyết. Dịp FIFA Day vào tháng 9 năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với đội tuyển Palestine trong trận đấu giao hữu trên sân Thiên Trường Nam Định lúc 19:30 ngày 11 tháng 9. Đây là dịp giúp huấn luyện viên Philippe Chuze rà soát lực lượng, đánh giá năng lực tuyển thủ, chuẩn bị cho vòng loại FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Palestine được xem là thuốc thử vừa sức của đoàn quân huấn luyện viên Chuze, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Việt Nam là màn trở lại của tiền vệ Nguyễn Văn Quyết. Tuyển thủ không thể có mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Day tháng 6 năm 2023 vì dính án phạt treo giò. Văn Quyết được đánh giá là cầu thủ toàn diện nhất ở vị trí tiền vệ tổ chức tấn công lẫn hậu công của bóng đá Việt Nam hiện nay. Đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội cũng dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có tố chất thủ lĩnh. Sự xuất hiện của Văn Quyết phần nào giúp huấn luyện viên Chuze giải bài toán trong khâu luân chuyển, điều phối bóng ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Văn Quyết có khả năng bứt tốc qua người khéo léo khi đánh biên, ban bật ăn ý với đồng đội và dứt điểm đa dạng, hiểm hóc ở khu vực trung lộ trước vòng 16-50. Huấn luyện viên Chuze nhận xét: năng lực của Văn Quyết thể hiện quá rõ ràng. Mùa giải năm nay dù bị treo giò tới 8 trận nhưng Văn Quyết vẫn thi đấu tốt tại V-League, trở lại tiếp tục là trụ cột không thể thiếu của đội bóng. Tôi chưa thể nói rõ kế hoạch dùng Văn Quyết thế nào, nhưng anh ấy nằm trong sự tính toán của tôi. Huấn luyện viên Chuze vẫn chưa tạo ấn tượng khi dẫn dắt U23 Việt Nam thời gian qua. Nhà cầm quân người Pháp không suôn sẻ khi áp dụng chiến lược bóng đá thiên về tấn công tại Việt Nam. Giải thích về vấn đề này, huấn luyện viên Chuze cho rằng các cầu thủ Việt Nam cần thêm thời gian để thích ứng đấu pháp chiến thuật mới, thay đổi thói quen thi đấu và thực hiện nhuần nhuyễn rồi mới có thể gặt hái thành công. Theo huấn luyện viên Chuze, các trận đấu giao hữu quốc tế hiện tại chỉ mang tính chất thử nghiệm, từ đó sẽ chọn ra đội hình tốt nhất để thi đấu tại vòng loại FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Báo Trung Quốc tiếc nuối vì để lọt huấn luyện viên Chuze vào tay của Việt Nam. Trang 163.com của Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà từng có cơ hội chiêu mộ huấn luyện viên Chuze nhưng lại bỏ lỡ. Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên có vé dự vòng chung kết diễn ra vào năm sau. Trong khi đó, U23 Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào tay của U23 UAE. Trước tình hình đó, trang 163.com đã đăng tải bài viết với tiêu đề: vượt xa Cheng Chao Dong, cựu huấn luyện viên Chinese Super League dẫn dắt U23 Việt Nam giành vé sớm dự vòng chung kết U23 châu Á. Trong bài viết,
Trang 163.com tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà từng có cơ hội để sở hữu huấn luyện viên Chu Dê. Tuy nhiên vì nhiều vấn đề khác nhau nên họ đã không nhận được cái gật đầu từ vị chiến lược gia người Pháp. U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên có vé đến Qatar vào năm sau khi đánh bại đối thủ trực tiếp là U23 Yemen. Huấn luyện viên Chu Dê của U23 Việt Nam từng dẫn dắt câu lạc bộ Thâm Quyến và Chiết Giang ở Super League. Trước kia khi dẫn dắt câu lạc bộ về Super League, huấn luyện viên Chu Dê không được đánh giá quá cao, nhưng điều đáng lưu ý là ông suýt chút nữa trở thành huấn luyện viên của U23 Trung Quốc, song cuối cùng lại không thành công. Thời điểm đó, ông Chu Dê còn chỉ trích sự phức tạp về con người và sự can thiệp ở mức độ cao của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Trang báo Trung Quốc cho biết, huấn luyện viên Chu Dê đang hướng bóng đá Việt Nam đến cách chơi hiện đại và hiệu quả. Bên cạnh đó, thể lực của U23 Việt Nam cũng đang tốt dần lên dưới thời của Phù Thủy Trắng. Phần cuối bài viết, Trang163.com cho rằng ông Chu Dê đang vượt trội về chuyên môn so với huấn luyện viên hiện tại của U23 Trung Quốc, Trang Kiều Đông. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thuê nhiều huấn luyện viên trong nước với mức lương không hề thấp, nhưng như trường hợp của huấn luyện viên Trang Giao Đông, dù đã huấn luyện viên đội trẻ quanh năm nhưng phong độ của họ lại không được cải thiện. Đánh giá thành tích ở vòng loại giải U23 châu Á, rõ ràng Giao Đông kém xa về mặt đẳng cấp so với huấn luyện viên Chu Dê. Theo lịch, ngày 12 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ đá trận cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 gặp U23 Singapore. Kia Tisak sẽ thay thế cho huấn luyện viên Malo Poking dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Truyền thông Thái Lan khẳng định vào đầu năm sau, khi huấn luyện viên Malo Poking hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông sẽ phải rời đi để nhường chỗ cho huấn luyện viên Kia Tisak. Siam Sport viết, theo nguồn tin thân cận với huấn luyện viên Kia Tisak, nhà cầm quân này sẵn sàng trở lại làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, phục vụ đất nước. Ông ấy hiểu rằng tất cả những gì có ngày hôm nay là nhờ nền bóng đá Thái Lan. Những người thân thiết với huấn luyện viên Kia Tisak cũng hé lộ rằng nếu ứng cử viên cho chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan là bà Manapang trúng cử, Kia Tisak sẽ theo chân bà về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Được biết, nhiệm kỳ hiện tại của ông Somsot, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, sẽ kết thúc vào tháng 2 năm sau và ông xác nhận không tranh cử. Đến tháng 4, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ xướng tên vị chủ tịch mới sau cuộc bầu cử. Đây cũng là thời điểm mà Kia Tisak sắp hết hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Ông xác nhận dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai đến hết mùa giải 2023-2024. Những gì đang diễn ra gợi mở về một cuộc tái ngộ giữa Kia Tisak và bóng đá Thái Lan sau 6 năm xa cách. Ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến năm 2017, sau đó về cầm quân tại Port dưới trướng của Manapang, người giữ chức chủ tịch câu lạc bộ này. Trong khi đó, Manapang đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc ghế chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. So với các ứng cử viên còn lại là cựu chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Waraki Makuri và huyền thoại của bóng đá Thái Lan, ông Pibajong, Manapang giàu sức ảnh hưởng và được đánh giá cao hơn rất nhiều. Bà cũng được đánh giá là có công lớn giúp bóng đá xứ sở chùa vàng hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup. Vì vậy, sẽ không có bất ngờ nếu như bà trúng cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Và khi ấy, nhiều khả năng bà sẽ đưa huấn luyện viên Kia Tisak về cầm quân đội tuyển quốc gia. Sau trận chung kết King Cup, bà xác nhận huấn luyện viên Malo Poking sẽ tiếp tục làm việc tại đội tuyển quốc gia theo hợp đồng hiện tại đến tháng 2 năm 2024. Động thái này bỏ ngỏ tương lai của Malo Poking và rất có thể Manapang đang có kế hoạch đưa Kia Tisak về thế chỗ, dĩ nhiên là sau khi V-League 2023-2024 khép lại.